Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cá sấu vàng, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một dòng là có hộp và một dòng là không hộp nhá. Đó. Chất lượng dây thì nó sẽ như nhau thôi, dây thì nó sẽ là như nhau. Đó, chất lượng dây thì nó sẽ là như nhau các bác nhá. Đấy, không có gì thay đổi cả. Chất lượng, màu sắc và kiểu dáng đều là như nhau. Thì cái mẫu có hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đấy. 140.000, con này nó sẽ là dòng có hộp nhá, dòng có hộp này. Đấy, nó cũng tương đương như nhau, nó không có khác gì nhau cả. Đấy. Thì cái con có hộp này giá sẽ là 140.000. Đấy, chất da các thứ như nhau thôi. Thì con có hộp này sẽ là 140.000 nhá. Thì nó sẽ là đựng trong cái hộp xịn sò như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp, rất là ok luôn. Đấy, chất da của nó thì siêu mềm mại luôn. Đấy. Thì đây các bác lên cho em là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Đấy, loại có hộp thì sẽ là 140.000 và loại không có hộp này thì giá của nó chỉ có 80.000 trong chiếc thôi. Đấy, thì các bác tùy, các bác có thể lấy loại có hộp hoặc không có hộp tùy theo. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền như này, hàng thắt lưng của nó sẽ là mặt đúc liền mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, chất liệu của nó rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, khóa đúc liền như này. Đây, khóa nó kêu tanh tách các bác này. Đấy, nghe tiếng khóa kêu của nó rất là thích. Đấy, khóa rất là thích và đánh quạt trần. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy, con có hộp thì sẽ là có thắt lưng có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Và đánh quạt trần. Các bác lên cho em là thắt lưng có hộp nhá. Đấy, thắt lưng có hộp này. Có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Đây, nó sẽ là thắt lưng có hộp như này. Đấy, có hộp như này nhá. Đấy. Thắt lưng có hộp này, giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Còn thắt lưng không hộp nhá. Thắt lưng không hộp nhá. Đấy, không hộp thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng không hộp đây. Đấy, nó sẽ là một dòng thắt lưng cá sấu vàng rất là đẹp như này. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu vàng hộp này hoặc cá sấu vàng không hộp cũng được. Đó là thắt lưng có hộp hoặc thắt lưng không hộp nhá. Cũng thế thôi. Đấy, con này thì sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng như này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1m1m2 nha, 1m1m2. Các cái cỡ bụng to bụng nhỏ thoải mái luôn. Lẫy của nó sẽ là dòng lẫy trượt như này cho nên rất là thoải mái nhá, lẫy trượt như này. Đấy, khóa của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa kêu đã biết là hàng chất lượng rồi. Đấy. Chất da của nó thì rất là mềm luôn, chất da rất là mềm luôn các bác này. Đấy, chất da siêu mềm luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. Từ đường kim mũi chỉ, từ những cái đường khâu của nó này. Đấy, độ hoàn hảo, độ sắc nét cực kỳ là cao luôn nhá. Đấy, độ hoàn hảo, độ sắc nét rất là cao luôn. Mặt cá sấu mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, mặt cá sấu mạ vàng tuyệt đẹp như này nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là thắt lưng có hộp. Đây, con này thì nó sẽ có hộp như này. Đựng trong một cái hộp như này rất chất lượng xịn sò nhá. Thắt lưng có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây, 140.000 cho một con thắt lưng có hộp như này. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Đấy. Còn các bác lấy giờ như này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng không hộp nhá. Đấy, 80.000. Đó, thắt lưng không hộp giá sẽ là 80.000. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Giá rất hợp lý. Đấy, hai con thì nó như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp này thôi nhá. Khác nhau cái hộp này thôi. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cặp sách chống gù lưng nhá, cặp sách chống gù lưng như này. Đấy, đây là hàng của Nhật nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ là cặp dạng hình hộp vuông như này. Cặp dạng hình hộp vuông như này và chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn. Đó. Chuyên của Nhật nó sản xuất cho học sinh để chuyên chống gù lưng nhá. Đấy. Bây giờ các em nó đi học thì sách vở mang theo rất là nhiều. Đấy, và cái tình trạng mà đeo nhiều sách quá thì bị gù lưng rất là nhiều. Đấy, gù lưng rồi còng lưng. Đó thì cái con này thì nó rất là đa di năng nhá. Bên ngoài của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái khay để đựng nước, đựng nhiếc này. Đấy, đựng nước, đựng bút sách linh tinh nhá. Đấy, hình sao vàng Việt Nam này và các cái ngăn nhỏ để phụ kiện các thứ bút sách này, hộp bút, hộp biếc để bên ngoài này. Đấy, và một ngăn to nhá. Cái ngăn to này thì nó sẽ là dòng hình hộp vuông như này. Hình hộp vuông như này cho nên là nó rất là tiện này. Đấy. Dòng hình hộp vuông này rất là tiện để được rất là nhiều sách, bút rồi máy tính bảng các thứ cũng ok. Đấy, và có lót mềm như này. Đấy, thắt đai chống gù lưng rồi chống mỏi lưng các thứ cho các em luôn. Đây, rất là đẹp. Đấy, lót rất là êm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Các bác lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách cặp Nhật chống gù lưng giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cặp Nhật nhá, chống gù lưng giá của nó sẽ là 130.000, chống gù lưng này. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một cái cặp Nhật chống gù lưng như này, rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn và giá thì khá là hợp lý các bác nhá. Đấy, rồi ok. Đây rồi anh em ơi, nay Phạm Huấn lại quay trở lại test cho anh em con dao chặt 1 cân nhá. Bên shop lại về lô số lượng.
giá rất tốt cho anh em luôn. Đây, em sẽ lấy ngẫu nhiên cho anh em một con nhá, và test cho anh em luôn, bỏ anh cái biển nào. Test cho anh em luôn 5 10 con cho anh em xem cho nó đã mắt nhá. Đây. Đây là một cái thanh sắt anh em này. Anh em nghe cái tiếng kêu của nó chưa? Đó, thanh sắt đây nhá. Test chặt cho anh em xem này. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt đi. Chặt mạnh tay lên anh em nhá. Đấy anh em thấy không? Đấy, rất là ngon luôn. Dao rất đẹp này, rất sắc bén, không có hề hấn gì anh em nhá. Đấy. Không cong vênh, không sứt mẻ anh em nhá. Đấy. Rất ngon lành này, không cong vênh, không sứt mẻ nhá. Đấy. Lấy tiếp con khác chặt cho anh em xem cho nó trực quan sinh động nhá. Đây. Lấy tiếp con khác anh em này. Đấy. Dao chuyên, con này thì dao chặt 1 cân nhá. Giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đây. Đấy anh em xem này. Chặt này, sắt cong đi luôn anh em nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem này. Đây. Chặt sắt cho anh em xem nhá. Chặt sắt cho anh em xem này. Chặt sắt cho anh em xem này. Đấy, anh em nghe thấy không? Đây. Đấy. Không hề cong vênh sứt mẻ gì nhá. Anh em thấy chưa? Đó. Không hề cong vênh sứt mẻ gì này anh em này. Đó, vẫn bóng đẹp luôn, vẫn bóng đẹp sáng ngời luôn anh em nhá. Đó. Dao thì nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân, chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm, phần lưỡi này thì khoảng là 22 cm nhá, và bản của nó khoảng 12 cm. Đấy, em đều gión ngẫu nhiên hết nhá, gión ngẫu nhiên cho anh em hết, cho anh em khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Lăn con bà tăn nhá. Lăn con bà tăn nhá anh em thấy không? Đây, đấy, anh em thấy chưa? Nào, chặt sắt cho anh em xem luôn nhá. Ok chưa? Đấy, anh em đã thấy ok chưa? Tiếp tục gión cho anh em một con nữa nhá. Đây, một con nữa này. Đấy, hàng lấy ngẫu nhiên cho anh em luôn. Đó, đây. Đấy, tiếp tục chặt sắt cho anh em xem nhá, đây nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem này. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Ok chưa nhá? Đấy, như này đã ok chưa nhá? Đấy. Đây, anh em thấy chưa? Đấy. Không hề cong vênh sứt mẻ, không hề có một hiện tượng gì nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy. Anh em lên mã giúp cho em là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Đó. Dao chặt này, đấy, con này nặng 1 cân luôn, 1 kg nhá, 1 kg. Giá của nó sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, không test, không chặt thử nhá, tại vì em đã chặt cho các bác xem đấy rồi. Còn về nhà các bác chặt thì em không chấp nhận, tại vì là nói thẳng thế luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Kiểm tra thấy ok thì mình thanh toán tiền. Vậy thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con AK47 nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con dao AK47 như này. Đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này, hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, USA này, USA này các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho khi mở đi các bác, mở cái nắp này ra cho em này. Đấy, khi mở đi các bác mở cái lẫy này ra, bóp cái lẫy này cho em. Bóp cái lẫy này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy cái lẫy này lên này, xong bóp cái lẫy này ra này. Đấy, con dao sẽ bật ra. Đây, AK47 nhá, hàng của Mỹ này, USA chữ khắc chìm luôn anh em nhá. USA chữ khắc chìm luôn. Đây. Đấy, báng của nó thì được ốp gỗ này, báng ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chuyên lắp vào cái đầu cái khẩu súng AK nhá, khẩu súng AK các bạn. Đấy, đây là cái tia ngắm bắn của nó này. Đó, rất là ngon luôn. Thì trong quân đội thì khi mà nó sử dụng mà hết đạn thì nó sẽ bật con dao này ra để nó sử dụng để nó chiến đấu nhá anh em nhá. Rất là ngon luôn. Đây. Dao thì cực kỳ sắc bén cho anh em luôn nhá. Đấy, dao thì rất bén luôn. Đây, em sẽ test thử dọc giấy cho anh em xem này. Đấy. Hàng siêu bén cho anh em luôn nhá. Đấy, chứ không phải hàng thường đâu. Đó, bản của nó thì rất là dày nhưng mà dao thì lại rất là bén anh em này. Đấy, em thấy không? Đây. Đấy. Dao thì bản rất là dày nhưng ưu điểm của nó là rất là bén đấy. Nó là cái dòng dao quân đội nó như vậy đấy các bạn. Đấy, dòng dao quân đội nó vậy đấy các bạn nhá. Dao quân đội nó vậy các bạn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác like rồi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, lên cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AK47 như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là khi các bác lên mã giúp cho em là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 60.000 cho một bịch 10 cái như này, và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc nhá. 60.000 một bịch và 20.000 ba chiếc. Hàng khăn này của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt các nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy, chức năng thứ nhất là dùng để rửa mặt này, cho nên bên em gọi nó là khăn mặt nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị hương nhá. Các bác muốn lau gì thì lau, đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn như này, giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán từ 3 cái trở lên sẽ là 20.000 cho 3 cái. Còn bác nào mua cả bịch nhá, mua cả bịch thì nó sẽ là 60.000 một chục. Đây. Đấy, mặt của nó sẽ là sợi bông nhá, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc như này. Đấy, khăn mặt hàng của Hàn Quốc như này. Một bịch là 10 cái, giá sẽ là 60k. Đây. 10 cái 60.000 này, 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Và phẩm tiếp theo đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai.
Đấy, hàng made in UAE này, made in UAE. Đấy, hàng Dubai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một hộp. Một hộp bao gồm cho các bác là đi 5 chai nhá, một hộp là 5 chai. Cái chai của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái như này thôi. Nó là dòng nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết cho nên là nó nhỏ như này thôi. Đấy, và các bác khi bác dùng thì mình có thể lăn đi như này. Đấy, lăn đi như này. Nó sẽ là có cái đầu lăn như này các bác này. Rất là tiện nhá. Dòng này thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và nó sẽ có 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Lên cho em là nước hoa Dubai. Đấy, bên shop đang gửi tới bác một cái lọ nước hoa Dubai như này. Một hộp luôn, một hộp này sẽ là 60.000 cho hộp này nhá. Hàng chuẩn made in UAE này, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Đấy, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái nhá, 20.000 cho 4 cái. Đủ màu sắc cho các bác luôn. Đủ màu sắc các bác nhá, đủ màu sắc các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó. Bàn chải thì là của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Đấy, kháng khuẩn rất là tốt luôn, kháng khuẩn rất là tốt các bác nhá. Đó, đây, chữ Hàn 100% này, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này, đây Korea, hàng của Hàn Quốc. Con này thì trong các hệ thống siêu thị nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Đó, và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ cho các bác là 4 cái là bằng 20k nhá, 20.000 4 cái. Mua 10 cái thì sẽ là bằng 40k. Và mua cả hộp 30 chiếc thì giá chỉ còn 110k thôi. 110.000 cho hộp 30 cái nhá, 30 cái luôn. Đấy, 110.000 cho 30 cái, còn mua lẻ sẽ là 4 cái 20.000, 10 cái là 40.000. Đấy, một hộp nhá, một hộp của nó sẽ đủ màu các bác nhá, đủ màu luôn cho các bác lựa chọn này. Đấy. Sợi của nó thì cực kỳ là mềm luôn, mềm mịn, đánh thì không sợ vì đau lợi, viêm níu, viêm lợi và chảy máu trên răng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải Hàn nhá, bàn chải Hàn. Đó. Các bác mua số lượng càng nhiều thì càng tốt. Đấy, một hộp này là 30 chiếc mà tính ra chỉ có 110.000 thôi. Đấy, tính ra vào chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn, hoặc là các bác lên cho em là nước hoa que cũng được, nó có cái que cắm như này nhá. Đấy, nước hoa khách sạn hoặc nước hoa que cũng được. Về nhà thì các bác giật cho em cái nắp này ra này, đấy cái nắp niêm phong này ra, sau đó thì các bác cắm cái que này vào cho em, đấy là mình sử dụng thôi. Dòng này của nó thì siêu thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng để nó để trong các cái nhà hàng khách sạn. Đấy, cho nên là mùi của nó thơm dịu nhẹ dễ chịu, cho nên các bác đi đến nhà hàng khách sạn mà sao nó thơm thế là nó sử dụng cái nước hoa này nhá. Đấy, bên Nhật nó chuyên sử dụng cho các cái nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Lên cho em là nước hoa que hoặc là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đấy. Nước hoa khách sạn nhá. Giá của nó sẽ là khách sạn này, giá của nó sẽ là 30k trên một lọ nhá, 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn như này. Rất là rẻ các bạn, một lọ này các bác cứ về cắm que vào là sử dụng thôi. Hương của nó rất là thơm, dịu nhẹ, dễ chịu. Bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn các nhá, nước hoa que hoặc nước hoa khách sạn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là các bác lên cho em là bộ vít nối nhá, bộ vít nối. Đấy, bộ vít nối. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối nhá, vít nối, giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu nối như này. Đấy, và sẽ là có rất nhiều các cái loại vít khác nhau để các bác về các bác lắp và các bác sử dụng thôi. Cái này thì về nhà các bác lắp vào cái đầu tô vít nhà mình nhá, lắp vào cái đầu tô vít nhà mình. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối, giá có một cái đầu nối như này nhá, có cái đầu nối này về nhà các bác cắm cái tô vít nhà mình. Ở đây thì combo chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, bộ sao này, có bộ sao nhá, có bộ sao này. Đấy, bộ sao rồi bộ ba khe này, rồi bộ hoa thị này. Bộ sao, bộ khe, bộ hoa thị và dẹt nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Sao, ba khe, hoa thị, dẹt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 20 22 24 26 28 30. Đấy, ở đây của nó sẽ có bác cho các bác là 30 đầu vít như này nhá, 30 đầu vít như này. Thép của nó sẽ là thép CRV nhá, CRV. Đấy, cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, thép CRV cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vít nối nhá, vít nối. Đó, cái này thì về nhà các bác sử dụng là mình sử dụng như một con vít nối bình thường để về nhà mình sử dụng, mình các cái đầu vít như này mình về mình lắp vào cái đầu này chưa? Lắp vào cái đầu này, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này nó sẽ là hàng vít sao này. Đấy, các bác lắp vào đây chưa? Đấy. Ở đây thì nó sẽ có từ hít luôn, rất là ngon nhá, rất là ngon. Để các bác thay tháo sửa chữa các cái đồ vít rất là ngon, và các bác lấy thì nó sẽ là combo như này. Thì mình dùng rất là tiện, không sợ bị thất lạc này, bị mất này hoặc là rơi mất, rất là tiện. Đây, nó sẽ là đậy nắp như này. Thì về nhà các bác sử dụng nó rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác một combo như này. Giá sẽ là 100k nhá. Lên cho em là vít nối. Đây,
100.000 và các bác được tới 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 đầu vít nhá. 32 đầu vít mà có 100.000. Tính ra thì 33 là 9. Tính ra các bác mua vào chỉ có 3.000 cho một cái đầu vít như này thôi. Đó, rất là rẻ. Lên cho em là vít nối nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, vít nối này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, lên cho em là bộ vít nối. Bộ vít nối giá sẽ là 100k rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con bóng đèn 8 cánh nhá. Con này nó là công suất của nó là 200W và cánh của nó là 8 cánh. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng. Đấy. Đây thì em đang có cái quả này là có 5 cánh này các bác này, 5 cánh mà nó còn sáng chói chang như này các bác nhá. Đấy, 5 cánh mà còn sáng chói chang như này các bác. Đó thì cái con 8 cánh này của nó thì rất là sáng luôn. Đó, 2 này, 4 này, 6, 8 cánh. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 8 cánh này. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Dòng này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, bóng đèn 8 cánh. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một cây lấy dấu như này giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc mình làm hàng ngày, ví dụ như là mình lấy dấu rồi lấy mực thước là rất là ok nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn là nó sẽ ra dấu thôi. Đây, đây em sẽ thử cho các bác xem này nha. Các bác chỉ cần là đặt xuống này xong các bác nhập này cho em này. Đấy là sẽ có dấu nhá. Sẽ có dấu luôn. Đây các bạn này. Đấy, có dấu rõ luôn nhá. Đây các bạn này. Nhấp này sẽ có dấu này. Đây, dấu nó lồi lên này các bạn này. Đó, thì nó rất là tiện luôn nhá. Đây dấu của nó đây. Đó, đây em ấn cho các bác xem này. Ấn tách này nó có dấu này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, cái dấu của nó đây. Đấy, hai cái dấu em vừa ấn này. Đó, thì con này rất là tiện luôn. Và giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đây các bạn, chỉ cần nhấp này là có dấu này. Đấy, đây cái dấu này các bạn này. Cho cái màu trắng này thì rõ hơn này. Đây cái dấu của nó đây các bạn nhá. Đó, đây em ấn cho bác cắt thắt nữa này. Con này thì nó rất là nhạy luôn. Đấy. Thì các bác có thể lấy dấu để mình đo mực thước hoặc là lấy trên mọi chất liệu nha, sắt, thép, gỗ, nhựa đều được hết. Lên xem là cây lấy dấu nhá, giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Lên xem là cây lấy dấu giá sẽ là 40.000. Các bác lên xem là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, đó, cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cây lấy dấu này, đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto hàng thương hiệu Asahi của Nhật nhá. Asahi của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì sẽ là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Một con Eto rất chất lượng như này. Đấy. Hàng của nó là hàng của Nhật xịn, tem nhôm, tem nhớt đàng hoàng đây các bác này. Đấy, tem nhôm này. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy, tem nhôm đây. Đấy, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là Eto nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con Eto như này. Đây, các bác chỉ cần xoáy này nó sẽ ra này. Đấy. Độ mở của nó thì được 5 cm nhá. Và con này thì các bác có thể dùng để kẹp bàn rồi, nói chung là làm hết các công việc đều ok. Hàng thì chất lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Bên em thì nó đang hơi mưa nên nó hơi ồn thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ nhá. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là Eto nhá. Eto. Đấy, lên cho em là Eto này. Đây. Các bác lên cho em là Eto nhá. Eto giá sẽ là 190k nhá. 190k cho cái con Eto như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là bộ dao sói. Bộ này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Asahi Japan. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, nó sẽ là bộ này thì sẽ kèm cho các bác là 4 con dao luôn. 4 dao nhá. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, đây. Em sẽ test cho các bác xem này. Đấy. Đây, để em test cho các bác xem nhá. Đây, đây con này. Đấy. Một cái tờ giấy rách nát mùn mùn như này mà em vẫn dọc được các bác này. Đấy. Một cái tờ giấy rất là mềm nhá, giấy rất là mềm mùn nhá các bác nhá, chứ không phải là giấy cứng đâu. Đấy, nhiều người người ta còn test cái tờ giấy cứng cơ. Đấy. Đây cái tờ giấy mềm mùn này mà còn dọc được này các bác này. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, 1 kéo các bác nhá. 4 dao một 4 dao một kéo một nạo. Đấy, 4 dao một kéo một nạo. Rất là bén luôn. Đấy. Rất bén, rất ngon lành nhá. Cán của nó thì bằng nhựa thôi, cán nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, bộ sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao này. 4 con dao như này. Đấy, 4 dao luôn. Một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, khui bia, đánh vảy cá này. Đó, và một cái nạo như này.
đấy, một cái nạo như này nữa này. Đấy, combo cho các bác luôn, một bộ bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Đấy, sắc như con sói luôn các nhá, sắc như sói luôn. Đó. Lên mã cho em là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một bộ dao sói như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một bộ dao sói như này giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Hàng thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, dao của Nhật thép SK5 không gì nhá, Japan nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Đó. Lên cho em là bộ dao sói này. Đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, 100k cho một cái bộ dao sói như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cầm cho anh cái kéo 42 này. Cái kéo cắt ống nước nhá. Đấy, kéo cắt ống nước. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là dòng kéo to và mẫu dòng kéo nhỏ nhá. Đây. Đấy, kéo nhỏ thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đấy, ống ống nó gọi là phi 42 nhá, phi 42 đây, 42mm hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về các bác nhá, cắt được từ ống 42 trở về thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là kéo 42 nhá, kéo ống 42. Đó, cắt được từ ống 42 trở về. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Đấy. Các bác lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Giá của nó sẽ là 110k. 110.000 cho con kéo ống 42 như này. Đấy. Lên cho em là kéo 42 nhá, kéo 42 này. Kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cái con dòng to hơn. Hàng của thương hiệu Asahi Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này, Asahi Japan, cùng hãng với cái Eto kìa nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Đây. Mã giá rất là ngon này, lưỡi thép sáng bóng này. Chữ thì cả chữ nổi cả chữ chìm luôn, hàng của hãng cho nên các bác yên tâm nhá. Đây, Asahi Japan này. Đấy, có mã sản phẩm đồng hàng đây. Đấy, Asahi này. Đấy, chữ dập nổi dập chìm đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63. Giá sẽ là 230.000. Đấy. Con này thì lên cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63 này, ống 63. Giá sẽ là 230k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đó là cái bình sạc ắp quy nhá. Bình sạc ắp quy thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bình 12 và một mẫu là bình 12-24. Đó, thì cái này là nó sẽ là sạc cho bình 12V này. Để các bác lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000, 190.000 cho con sạc bình 12 như này. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, 12V là 4A nhá, 4A 100AH này. Đấy, 4A đến 100AH. Đấy, sạc bình 12V. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu đầy đủ cho các bác luôn nhá. Nga này, Anh, Pháp, Mỹ đầy đủ cho các bác luôn. Dòng này của nó thì đều là dòng khử sunfat này, chống đảo chiều, chống bị lệch âm dương này, rồi khử xun phát, rồi đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bình 12 nhá. Đấy, lên cho em là bình 12 này, sạc bình 12 nhá, sạc bình 12 này, sạc bình 12. Đấy, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k. Đấy, còn bên em có một cái loại cao cấp hơn. Con này thì sạc bình cả 12 cả 24. Đấy, lên cho em là sạc bình 12-24, sạc bình 12-24 này. Giá của nó sẽ là 290k và bao ship tận nhà cho bác nhá. Thì con này nó sẽ là một cái dòng cao cấp hơn rất là nhiều. Sạc được cả hai loại bình 12-24. Đấy, và công suất của nó sẽ là 8A 24V 4A nhá. 12V là 8A và 24V là 4A. Đó, đây, các cái thông số của nó đây. Đấy, 12V 8A và 24V 4A. Đó, thì nôm na nó như vậy để các bác biết được. Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm. Nó sạc ô tô này, sạc cho bình bình thường này, sạc xe máy này, rồi để các bác dùng để làm nghề sửa chữa đều ok hết nhá. Đó. Giá thì nó sẽ là 290.000. Lên cho em là sạc bình 12-24, sạc bình 12-24, giá sẽ là 290k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, sạc bình 12-24 nhá. Đấy. Thì nó sẽ có hai loại là sạc bình 12-24 và sạc bình nguyên bình 12 thôi, nguyên bình 12. Con này thì nguyên bình 12. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu, mục đích và cái công năng để các bác lựa chọn cho cái loại bình nào phù hợp và loại sạc nào phù hợp với bình của mình.
Đấy, ví dụ nhà các bác chỉ có cái bình 12V thì các bác mua nguyên con sạc bình 12 thôi. Còn nhà các bác có cả bình 24 thì các bác mua thêm con sạc bình 24 nữa là hợp lý quá nhá. Đó, con 10 bình 12 là 190.000, con này là 12-24 là 290 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhá, kệ nhả kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là kệ nhả kem đánh răng nhá. Nó sẽ là một con kệ như này, bao gồm cho các bác là sẽ có cho các bác là ba cái cốc như này, rất là đẹp. Ba cốc có nam châm hít luôn. Đấy, có nam châm hít này. Ba cái cốc có nam châm hít như này. Đấy, có nam châm hít nhá. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống miếng dán này các bác dán lên tường rồi tích cơ các kiểu này. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này. Khay này thì sẽ về nhà các bác dán cái miếng dán vào đây. Về nhà các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhả kem là nó sẽ ra nhá. Nhả kem là nó sẽ ra, nó rất là tiện luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho cái kệ nhả kem đánh răng này thôi. Lên cho em là kệ nhả kem đánh răng, giá của nó sẽ là 190k. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây nhà em đã đang sử dụng, đây em lắp đặt thực tế đây cho các bác xem. Đây. Đây các bác này. Đó. Nhà em để thì nó hơi cũ, nó hơi bẩn một tí, các bác thông cảm nhá. Đây. Đấy, đây là nó sẽ có sẵn cho các bác là cái đây nhá. Đó. Đây. Có sẵn cho các bác cái miếng dán này và cái hít này. Đây nhá, đây là cái khay để dán này. Hai cái miếng dán này về nhà các bác dán lên tường cho em này, dán lên cái tường gạch men đấy. Đó, sau đó thì các bác lắp cái này vào này. Dán xong thì mình lắp cái này vào cho em. Đó, rất đơn giản thôi. Lắp vào xong rồi. Đó, cái cốc này thì các bác có thể để bên trên hoặc để bên dưới đều được nhá. Cái này là em để quay cho nên nó hơi nhếch nhác một chút, các bác hết sức thông cảm. Đây. Đấy, cốc lấy ra này. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bác muốn lấy kem đánh răng thì các bác chỉ cần nhấn như này thôi này. Nhấn như này cho em này. Đấy, các bác nhấn này là kem đánh răng nó sẽ nhả ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây, kem đánh răng nhả ra đây, rất là tiện nhá. Đó, kem đánh răng nhả ra đầu nha. Đây. Đây các bác này. Đấy, kem đánh răng nhả ra là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác một cái kệ kem đánh răng như này, giá của nó sẽ là 190.000. Các bác có thể treo bàn chải ở đây này. Đấy, treo bàn chải ở đây hoặc là để lên trên này cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng, giá sẽ là 190.000. Xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây là ok rồi. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác rất nhiều mã sản phẩm mới, trong đó thì bên em về một cái lô đồ gia dụng rất là đẹp luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con nồi áp suất các bác này. Đấy, nồi áp suất đây. Nó sẽ là một con nồi cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để nấu cơm cũng được, mà dùng để mình hầm đồ ăn hoặc là hấp đồ ăn cũng được. Nó có kèm cho các bác một con khay hấp như này luôn nhá. Đấy, có một con khay hấp như này. Hàng thì cực chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của con nồi này thì của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1.8 lít các bác nhá. 1.8 lít. Đấy. Thì đây, để em được xem lại cái thông số của nồi nó xem sao. Đó. Đây các bác này. Đấy, dung tích của nó sẽ là con này thì công suất là 900W này. Sử dụng điện 220V này, tần số là 50Hz này. Đấy, và dung tích của nó thì nó vào khoảng là 1.8 lít đến 2 lít, còn dung tích cả vỏ của nó sẽ là 5 lít nhá. Đấy, cả vỏ là 5 lít này. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hàng của Povena, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam các bác này. Đấy, thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 900W. Đấy, 900W nhá. Đó, điện 220V. Đây. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi như này nhá. Nồi này nó sẽ có một cái lẫy như này, một cái lẫy, và nó sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Thì các bác có thể cho nước vào, sau đó thì mình hấp bánh bao này hoặc là chiên hoặc là hấp các cái đồ cần làm nóng nhá. Đấy, đặt đây. Đấy. Và các bác đậy nắp lại cho em này, đậy nắp lại đây. Đây các bác đậy nắp lại cho em. Đậy nắp này, nắp sập vào đây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái chiều mũi tên nhá. Thì khi các bác đóng mở thì đúng theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, nó sẽ có chiều mũi tên đây. Có mũi tên này, đóng vào mở ra như nào thì nó đã có cái chiều mũi tên đây rồi. Các bác cứ đúng theo mũi tên các bác làm. Đây nha, có mũi tên, có lẫy khóa đây. Đây các bác này, đây. Ở cái đầu này thì nó sẽ có cái lẫy khóa này các bác này. Hình mở khóa này, hình mở khóa và hình khóa đóng này. Thì các bác cứ theo cái mở khóa đóng khóa này làm cho em.
Dung tích của con nồi thì nó khoảng là 1.8 lít nhá, 1.8 lít, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, một con nồi áp suất rất là ngon lành như này. Lên mã giúp em là nồi áp suất nhá. Đấy, hàng khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy, nồi của nó rất là chắc này. Mâm của nó dày nhá, nồi chắc chắn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ có các cái chế độ ví dụ như là tắt này, bật này, đấy, nấu cơm này, nấu thịt cá này, nấu canh, nấu cháo này và nấu các cái loại hạt này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Có chế độ giữ ấm này, chế độ tăng nhiệt đầy đủ cho các bác này. Đấy. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất. Đấy. Các bác lên cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất này, đó, nồi áp suất giá của nó sẽ là 890.000 nhá, 890k. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, một con nồi áp suất chuẩn đẹp chất lượng như này, hàng liên doanh Việt Nhật. Và giá chỉ có cho các bác là 890.000 cho một cái nồi áp suất như này thôi. 890.000 cho nồi áp suất như này. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 10 ngày nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đấy, đây. Thông số các thứ rất rõ ràng luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác hai cái dòng chảo này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, đáy 3 lớp nhá các bác nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là đáy 3 lớp các bác này, hàng made in Việt Nam nhá. Đấy, cơ cấu là đáy 3 lớp nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng là chống dính lưới như này, chống dính lưới như này. Rất là tiện dụng luôn. Con này thì đáy của nó sẽ là con này thì miệng của nó sẽ là chảo 24 cm nhá, 24 cm. Đó, 24 cm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290k nhá, 290k cho một con chảo như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. 200 các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là chảo 24 nhá. Đấy, chảo 24. Đó, chảo 24. Giá của nó sẽ là lên cho em là chảo 24 này. Chảo 24 giá của nó sẽ là 290k cho con chảo 24 như này nhá. 290.000 cho con chảo 24 như này. Đó. Chảo 24 cm. Ngoài ra thì có một con đường kính nó to hơn, đó là con 30 cm, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đế 3 lớp rất dày luôn các nhá. Con này dùng thì miễn chê luôn. Dán cá to các loại đều được nhá, chống dính siêu tốt luôn các bạn, chống dính siêu tốt, có cả men lưới chống dính luôn. Con này thì đường kính của nó là 30 cm. Đấy. Thì các bác lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Đấy, chảo 30 con này thì giá của nó sẽ là 370.000 các bác nhá, 370.000. Các bác lên cho em là chảo 30 này, đó. Chảo 30, giá của nó sẽ là 370k. Đấy, 370.000. Nếu như các bác mua combo hai con như này thì bên shop gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, hai con này thì bên em sẽ bớt cho các bác cái giá đó là 30.000 và bao ship này. Đấy, mua hai con này thì bớt 30.000 và bao ship. Còn giá này thì bên em cũng đã bao ship cho bác rồi. Đấy. Con này thì sẽ là 370.000 nhá, 370.000. Lên cho em là chảo 30, giá sẽ là 370.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc này, hàng của thương hiệu Sato nhá, hàng thương hiệu Sato. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn, hàng cao cấp, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Con này thì nó sẽ là 1,8 lít, công suất của nó là 1.500W và điện là điện 220V. Đấy, xuất xứ Việt Nam và công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đấy, điện tử Việt Nhật, hàng liên doanh nhá. Ở đây thì nó sẽ là bên trong là inox 304 này, bên ngoài thì nó sẽ là nhựa ABS chống dính này, hàng của thương hiệu Sato nhá. Đế điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn, các cái phần kết nối rất chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn rất là ngon. Đó, các bác lên cho em là ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên cho em là ấm Sato nhá, giá của nó sẽ là 430.000. Lên cho em là ấm Sato nhá. Đấy, ấm Sato. Đấy, lên cho em là ấm Sato này. Ấm Sato giá sẽ là 450k nhá, 450k. Hàng này thì nó là phân khúc cao cấp rồi các bác nhá, phân khúc cao cấp, hàng liên doanh Việt Nhật đây, hàng liên doanh Việt Nhật này. Lên cho em là ấm Sato nhá. Ấm Sato. Giá của nó sẽ là 450.000 cho con ấm Sato như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Con này thì dung tích của nó sẽ là đây. Con nồi kho cá này thì dung tích của nó sẽ là 1, đây. Nó sẽ là cũng là hàng liên doanh Việt Nhật này, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika, liên doanh Việt Nhật. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít cả vỏ nhá, 2,5 lít cả vỏ. Đây. Đấy. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 235W này, 2,5 lít cả vỏ này. Kích thước của nó là 26 x 26 x với lại 21 nhá. 26 x 26 x 21. Đó.
hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đó, hàng nội địa của Nhật, hàng liên doanh Việt Nhật, xin lỗi các bác, hàng liên doanh Việt Nhật, thông số chiếc đầy đủ đây. Nó sẽ là một cái nồi nồi bằng bằng sứ rất là dày như này. Thì khi kho cá nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000. Các bác lên cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đấy, nồi kho cá nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đó. Nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 cho con nồi kho cá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đây, một con nồi dung tích là 2,5 lít. Đây, nó sẽ có là một số 1, số 2, số 3 này. Chế độ số 1 là tắt này. Đấy. Số 2 là chậm này, số 3 là nhanh này và số 4 là tự động nhá. Đấy, có cả tự động luôn. Nắp của nó thì bằng kính cường lực này. Đấy, và nồi của nó sẽ là thuộc cái dạng cái nồi sứ như này. Thì các bác kho cá nó rất là ngon. Đấy, các bác có thể dùng để hầm ninh các kiểu con này đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là một cái con máy xay sinh tố nhá. Con này thì nó cũng là hàng 3 cối luôn. Hàng 3 cối, hàng cũng của thương hiệu Sato nhá. 3 cối, nó sẽ có 3 cối cho các bác này. Đấy, đầu tiên là một thân máy này. Con này sử dụng điện 220 dòng anh cái dây đi. Con này sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220 thì các bác về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Hàng thương hiệu Sato. Đấy, nó sẽ là dòng có công tắc bật như này, có công tắc bật này rất là tiện nhá. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, sau đó thì bật cái công tắc này là máy sẽ chạy này. Đấy, bật công tắc này là máy sẽ chạy thôi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đây. Đấy, bật công tắc máy chạy này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, số 1 này, số 2 này. Ui giời. Tốc đít luôn các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên là một cái cối xay dạng như là nó là thuộc cái dạng là cối xay khô như này, cối xay khô như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng các bác này. Đấy, các bác đặt thì các bác sập đúng lễ cho em nhá, sập đúng lễ cho em để tránh việc bị nhai mất cái bánh răng này nhá. Cái bánh răng này rất là quan trọng. Nếu các bác dùng mà bị nhai mất cái bánh răng này là coi như là hỏng luôn. Đấy, cho nên là khi mình sập là mình phải sập đúng lễ cho em, sập đúng lễ sau đó thì mình mới sử dụng nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Chạy rất mạnh luôn. Đấy, chạy cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em nhá. Đây là một cái cối xay đầu tiên này. Đấy, một cối xay khô này. Tiếp theo là nó sẽ là một cái cối xay dạng sinh tố như này nhá. Đây, một cái cối xay dạng sinh tố như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xay hoa quả, xay nước ép, xay các kiểu nhá. Hàng thiết kế nắp lẫy cực kỳ là thông minh luôn. Đây. Những cái nắp cái lẫy của nó rất là thông minh nhá. Nắp lẫy của nó rất là thông minh. Hàng của nó sẽ là nhựa ABS, nhựa dày dung tích. Con này thì nó sẽ là 1,2 lít. Các bác xoay như này cho em này. Đấy, sập lẫy vào rất là tiện này. Đấy, khi lắp vào thì các bác cũng sập đúng lẫy cho em nhá. Đúng cá cho em. Sau đó thì mình bật này. Đấy, máy chạy rất là ngon luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là ngon luôn các bạn. Con này chạy chấm hết luôn. Dòng này thì cực kỳ ngon rồi. Tiếp theo là một con xay khô nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay các loại hạt hoặc là xay bột cho trẻ em. Con này rất là ok. Đấy, lưỡi của nó rất là ngon này. Xay bột, xay hạt cho trẻ em cũng rất là ok. Ở đây nó sẽ có cái cá như này, các bác chỉ cần sập vào cái cá này là xong, rất là chuẩn chỉ này. Đấy, thấy không? Đó. Sẽ có số như này. Lưu ý các bác là khi sử dụng máy xay thì mình nên nhấp nhả cho em nhá. Nên nhấp nhả thì máy sẽ bền và tốt hơn. Đó, nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây để các bác cầm mình vặn cho nó tiện này. Thì bộ này bao gồm cho các bác là 3 cối luôn, 3 cối như này nhá. Một thân máy và 3 cối như này. Các bác lên cho em là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 650.000. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này nhá. 650.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái con bếp hồng ngoại nhá. Qua lên cho em là bếp hồng ngoại. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác rồi. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Hàng cũng đều là hàng liên doanh Việt Nhật hết nhé. Hàng liên doanh Việt Nhật hết. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V đấy, đến 240V. Thì điện 220 mình Việt Nam mình là ok. Công suất của nó là 2000W đó. Và con này thì đun được hết các loại bếp luôn đấy. Bên trong bên ngoài của nó là nó sẽ bọc hết các loại bọc hết các cái loại hình. Các cái loại nó cái này nó thuộc cái dạng như là nó là một cái lớp này nó như là một cái lớp thép không gỉ và phủ sơn tĩnh điện nhá. Rất là đẹp các bạn. Đấy, cắm điện cho em này. Đấy, sau đó thì on up ở đây này. Đấy. Và có tăng lên giảm xuống này. Đấy, và timing này các bác này. Đấy. Rất là hay luôn cho các bác nhá. Con này thì các bác có thể đun được hết các loại xoong nồi là đun được hết nhá.
bếp hồng ngoại này thì nó rất là tiện, các bác có thể sử dụng để ăn lẩu, ăn liếc hoặc là sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đây nó sẽ có rất là nhiều chế độ này. Đấy, có cả BBQ này, nướng này, rồi là rất nhiều chế độ luôn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là công suất này. Công suất của nó đây. Đấy, chế độ là 800W này, 1600W và 2000W này. Đấy, rất là ngon luôn, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đặt trên cái nóng luôn, các bác có thể nướng trực tiếp ở trên cái mặt này cũng được, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn nhá. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500.000 nha các bác nhá, 500.000. Đó, bao ship tận nhà cho các bác cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Con này thì đun được hết các loại nồi luôn. Bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500k nhá, 500k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng nha bác, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đấy, công suất của nó đây. Đấy, 2000W nhá, 2000W. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Công suất của nó là 2000W. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 33 nhá, một chiều là 45, một chiều là 33. Đấy. Những cái phần quai này của nó cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác này. Đấy, phần quai này rất dày dẫn chắc chắn này. Quai của nó dạng như là kiểu quai nhôm nhá, rất chắc chắn luôn. Đế bếp các thứ này, mặt của nó bên trong này nó sẽ là một cái mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực. Đấy, bật một phát là nóng luôn các bạn, bật phát là nóng luôn. Đấy, rất là nhanh nhá. Bếp hồng ngoại này đun cũng rất là thích và giá rất hợp lý, chỉ có 500.000 thôi. Lên cho em là bếp hồng ngoại, giá sẽ là 500k. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này, lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy, các bác theo. Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng là 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá, có chống dính luôn các bác này. Đấy, đun nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá, hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này, đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm. Đường kính 28cm. Siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn. Chiên rán xào nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy, nó sôi rất khủng khiếp luôn các bạn, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây.
Đấy, một con nồi lẩu như này, xôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho anh em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá, 18 cm. Đường kính của nó sẽ là 18 cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18 cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy, điện thì nó sẽ là điện 220 này. Đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đây, nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, xôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó xôi rất là dai luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn xôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này, nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nhá, điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các bác nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng, có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá, cho nước trực tiếp vào đây, nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bác này, nó đang sôi đây các bác này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bác này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sôi ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bác này, đang sôi ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể, ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này, các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, xôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000-8.000 và độ mịn 5.000-10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó.
thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy, để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy, hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3000-8000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. À, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy, thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là đơn shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này, rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó, giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhé, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé, nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi. Và chiều dài của nó là được 2m nhé, dân với lại bản của nó là 6mm nhé. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này,
để mình sử dụng sơ cua mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2 mét, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn, bán thì dày khoảng 2 ly nhá, hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bạn này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá, 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy. Tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy. Thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe mũi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m. Có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường này nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng e-ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo
À, bán theo combo nhá. Đấy, thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá, 140. Đấy, các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ, và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên, chứ còn một gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, rồi có cỗ có bàn, rồi thịt gà thịt cá các thứ nhá, gà cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn, giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ, nó rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá, 10k trên bịch này, và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này, 80k. Còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy, còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá, đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy, nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000 đồng nhá, Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó, hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000. Và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này, hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này, đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này, đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá, 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo ba món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này, bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này, thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoái cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này, hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây một combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, sẽ là một con máy sấy giày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng để mình sấy giày đấy rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy đi em, nó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000, 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì
công suất của nó sẽ là power của nó là 1500W này, 2,5 lít và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cúc của Hàn Quốc nhá, Cúc của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 trong con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2,5 lít tha hồ thoải mái cho bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz 2,5 lít nhá, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè. Giá là 130.000, nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con bình chà inox như này, lên cho em là bình chà inox nhá, bình chà inox. Bình chà inox này, bình chà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000, còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá, 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá, easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi, giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bạn, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu này, lẫn màu này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ như này đâu các bạn. Các bác mua một cái khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30.000 rồi. Đấy, mà đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá, 140 cm. Rất là to luôn, 40.000, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá, công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo nắp này ra, cho hơi nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra. Nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này. Thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy. Khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đấy, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này, tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá, một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá, giá sẽ là 130.000. Đó, lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá.
cặp chống gù lưng đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em cặp như này thôi, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó decor trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn, và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm cái lọ này cho em, cắm cái lọ này là cái bấc này sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn. Rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật, rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80cm. Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi. Rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá. Vải dù thoáng khí, dệt 4D nhá. Dệt 4D thoáng khí. Các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này, hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k cho một con kìm chết như này các bạn này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Hàng Crossman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá. Hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho con kìm chết như này thôi, 100k cho con kìm chết như này nhá. Lên mã tiếp theo là kìm chết Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 100k một chiếc này, 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crossman USA các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây. Made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép vào đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi. Đẩy hết lòi ra ngoài này luôn, thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện. Và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá. Inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá, giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá, 100.000 cho một con ép tỏi như này, hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn, hàng made in Germany đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Qua lên cho em là bộ dao sói, bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn, bộ dao sói nhá, giá thì chỉ có 100k trong cái bộ dao sói như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy, đây. Sẽ có cho các bác là 4 dao như này, 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi, độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao sói như này thôi. Đây, em sẽ test thử cho các bác xem nhé.
Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đây, đấy, đây nha. Con nào cũng bén hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này. Các bác này. Đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. 4 dao nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và một con đầu bằng như này. Và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy, nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân như các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cắt gà cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy. Có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là D này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi, sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này để các bác đựng rất là tiện dụng luôn, khi mình dùng thì dùng xong thì mình lại bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này. Giá chỉ có cho bác là 25k cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em rút cái này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy, đây, nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy, đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy, các bác 70-80 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây, bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy, hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành. Ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá, tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dặn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá, có mũ cho các bác đầy đủ luôn. Bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này. Combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000. Lên cho em là bộ quần áo mưa 195.000 nhá. Bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250 đến 300k nhá, 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này. Giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhá, hai tầng. Đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái âu như này thôi, một cái âu inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái âu như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy. Đầy đủ nhá, dây nguồn chính nhiếc ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa một cái thìa inox cho các bác này, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình
sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn, để các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Ấy dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nghiệp đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220V này. Đó các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, nên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếc của nó rất là ngon và xịn sò nhé. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi địa bàn thôi. Các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái các bác nhé. Đây, đấy. Em để xuống đất em đập cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bác nhé. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá sẽ là, giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng được các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nước này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Các bác nên dùng tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp vừa xịn sò vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có hai mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có hai mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m. Giá thì khoảng từ bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy và phần kết nối các bác này. Đấy cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dài khoảng từ 20 đến 30 mét. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này. Đó. Dây điện vàng. Đấy. Lên cho em là dây điện vàng. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét nhá. Giá thì sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái dây điện vàng như này các bác này.
Tiếp theo thì nó là cái dòng dây điện xanh này. Dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5. Đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây. Dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đấy. Japan này các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này. Đấy. À 30m, 10m và đây. Nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này. 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000. 5m 220k. Đó. 10m thì sẽ là 320.000. 320k. Đó. Và 30m thì sẽ là 650.000 nha, 650.000. Đó. 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này thì cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá, hàng về tùy theo lô và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền. Mặt đúc liền cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò, hàng của Mỹ đây. Có hai màu nhá, có hai màu. Màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dạo này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là bút massage nhá, các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em, cho pin vào đây, sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhá, bằng sung điện đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dùng sung điện này. Đấy, các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy. Đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn, thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá. Hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhé, bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là 270.000. Đấy, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là con hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000.
Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này. Và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhé. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ít, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt, hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn treo này. Đó, đây, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này. Đây, và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọn cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này rất tuyệt vời luôn nha, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này, để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo này nữa này, một cái quai đeo ở đây để các bác quặc vào đây mình đeo vào trong người luôn. Đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bạn. Đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là qua đeo cái này lên. Đấy, giá thì rất hợp lý rồi, công tắc cực kỳ ngon lành luôn. Chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi. 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá. Đèn treo, giá sẽ là 125.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP. Con này thì nó sẽ là bao con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polis này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng hai quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, hai quả pin 16850, pin 3,7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy, các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Đây, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này. À bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là giỏi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là giỏi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy. Bao lô da này, bao lô da. Con này thì giá của nó sẽ là một con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50 cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn. Một ngăn khá là to và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn. Đấy, túi bóng chống nước luôn, để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000. Đấy. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy. Du lịch đi chơi, đi làm, đi học hoặc là nói chung là công việc đều ok hết. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho cái em ba lô da như này. Đó. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship cho em, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này. Đây, American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Test thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Test này. Đấy. Để trên tay thì đập nó không thật này. Để dưới đất đập nhá. Để dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá, không hề có một vết xước luôn. Đây, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150k. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang thì các bác có thể đội vào, hoặc là mình dùng để mình trang trí rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó đã có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon các nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là cái phần lót, để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn. Con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó. Đội vào rất là đẹp. Mũ ôm đầu đẹp. Các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn. Xe máy, xe đạp đều ok. Đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Một cái con mũ lưới như này. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho em mũ lưới như này. Đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 thì cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này giòn giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá, còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này, thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã cho em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 cái tẩu thuốc như này nhá. 80.000 cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá. Tay này các bác lên cho em là hít cửa này. Đấy, hít cửa 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15k cho cái hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20 sen và loại 30 sen. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này. Và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao bao giang, bao giếc này, hoặc là làm cây làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30 cm này thì bịch 30 cm này, bịch này dài là 30 cm này. Đấy, 30 cm. Giá giá thì sẽ là 25k nhá. Đấy, 30 và 20 cm đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250g và 143 chiếc nhá. 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25k thôi nhá, 25k. Đấy, có loại là 20 cm, cái ngắn này là 20 cm này, cái dài là 30 cm, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao giang bao giếc. Có loại con này dài 30 cm đây. Đấy thì rất tiện luôn. Các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này. Giá cũng chỉ có 15k thôi.
lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các cái loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đèn nhá, bộ lấy dây tai đèn. Đấy thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tai này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá các bác. Sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp. Các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, dây tai đèn này. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Đó. Thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy. Có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây. Có cái đầu này các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tai này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy, ba đầu nhá. Đấy, sẽ có ba đầu nối như này. Ba đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào nó kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em. Và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa, tưới cây làm vườn, rồi nói chung là rửa xe, rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ. Có ba cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nhá, có nhá. Đấy, lên cho là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này, đấy. Đấy. Đấy, các bác đặt vào cho em cắm điện lên, bật máy lên, nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi diệt khuẩn rất là tốt. Hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ làm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy, cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ là một cái ví màu xanh như này và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là bấm móng tay chân, có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn, kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Kéo tỉa lông mũi rất đủ, đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh 100.000.
ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Một xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 đúng không nhá? 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện. Đây mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100k một cái. 100k cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng cũng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn. Đựng trong một hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt mũi nhá. Đấy, xịt mũi. Đấy, thì nhà các bác nhà nào cũng có mũi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy thì các bác xịt cho em. Đó, mũi côn trùng kiến gián này. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy thì rất là tiện luôn. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên cho em là xịt mũi nhá. Xịt mũi, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ xịt mũi như này. 30.000 cho một lọ xịt mũi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi. Đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa chức năng như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này thì rất tiện ích luôn. Đấy. Lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho vòi đôi như này. Còn bên shop có cả vòi đơn luôn, vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70k cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30k cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30k bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30k và có tổng là 20 chiếc. Lên trên là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60k nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bạn. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là túi đệm này, giá sẽ là 60k trên một chiếc, có dòng 1.6m nhá, 1.6m và 1.8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1.6m, 1.8m. Giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, ship code toàn quốc 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Khi các bác mua hàng thì cứ mua giúp cho em đủ 200.000 là OK, anh em giao lưu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái con điện thoại Nokia. Đó, dòng này thì nó sẽ là một cái dòng điện thoại gọi là một sim nồi đồng cối đá cho các bác luôn. Đó, điện thoại một sim nồi đồng cối đá như này. Có đầy đủ cho các bác, thứ nhất là cáp sạc này, pin và thân máy. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100
160.000 các bác nhá. 160.000 cho một con điện thoại như này. Đó. 160 à. Lên mã tiếp là điện thoại Nokia 1 SIM, 160.000 lắp pin vào cho em. Hàng thương hiệu Nokia, bật nguồn lên các bác này. Đó. Về nhà các bác dùng mà nếu mà con nào mà nó bị hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đây. Đấy, đây để lâu nó lại hết pin rồi này các bác này. Đấy. Thứ nhất là hết pin để cho nó chống cháy nổ khi vận chuyển, cho nên là về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Lỗi bên em một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy các bác cứ yên tâm sử dụng đây, lên rồi đấy các bác này. Đấy, Nokia. Đó. Logo thương hiệu Nokia các bác nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 160.000. 160.000 cho một em điện thoại Nokia như này các bác này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng Nokia mới tinh. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này, về nhà các bác dùng bền bỉ, mua cho các cụ già ở nhà. Đấy, hoặc các bác sử dụng 2-3 điện thoại mà muốn có cái nghe gọi cái thì sử dụng nhiều sim thì các bác cũng dùng con này cho em, rất là ok thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại Nokia nhá, điện thoại Nokia 1 sim nhá, 1 sim. Giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tẩu thuốc nhá. Đấy, tẩu thuốc đây. Đấy, đây nó sẽ là một con tẩu thuốc rất là tiện ích như này. Đấy, một con tẩu thuốc như này nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá, hút thuốc lào đều ok hết. Đấy, cái phần thân của nó thì bằng nhựa nhá, có gioăng giếc các thứ đầy đủ này. Cái phần thân này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa xi. Đấy, mạ đồng rất là đẹp luôn. Và cái phần đầu hút này thì bằng hợp kim nhá. Đó. Và con này thì các bác có thể cho thuốc lá, thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Giá bao giá tốt cho bác luôn. Chỉ có 80 cành thôi. Chỉ có 70.000 thôi nhá. 70.000 trong cái tẩu thuốc như này thôi. Rất đẹp các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k. Ngoài để sử dụng trực tiếp thì các bác có thể dùng để mình trưng bày đề co ở trong tủ hoặc là ở đâu cũng được, rất là đẹp. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k này. Đó, tẩu thuốc. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k cho một chiếc tẩu thuốc này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo của Nhật nhá. Chảo của Nhật. Con này đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá. Đấy, nó sẽ là một cái chảo nó như hình cái song như này. Đấy, nhìn cái song như này. Và có chống dính cho các bác luôn. Có chống dính luôn. Đó. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu thì nó rất là tiện. Các bác có thể là rán nem này. Rán nem hoặc là rán khoai tây chiên hoặc là chiên khoai tây cái thứ đều ok hết nhá. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Có đánh, có tráng đá chống dính này. Đường kính 20cm. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này. Rất dày dẫn chắc chắn. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái chảo Nhật như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu. Đấy, hàng của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết này. 20cm các bác này. Đó. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Ngập dầu giá sẽ là 100k cho một cái chảo chiên ngập dầu như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn wifi. Con này thì nó sẽ có chức năng cảm biến các bác nhá. Có chức năng cảm biến. Đây. Đấy. Có chức năng cảm biến rất là nhạy luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là bật lên này. Đó. Và gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo như này nhá. Đấy. Trên này nó có hai con mắt cảm biến này. Một con là điều khiển tối và một con điều khiển sáng này. Đấy. Thì các bác cứ gạt qua này là nó sẽ tối sẽ sáng. Pha thì rất là giỏi luôn mà các bác có thể điều chỉnh pha đây cho em. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ là chắc chắn, bền bỉ và đẹp nhá. Và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, cái điểm sáng của nó rất là lớn. Khi các bác dọi thì nó rất là sáng luôn đây các bác này. Đó, dọi nó rất là sáng luôn. Ban ngày mà em dọi còn như này, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn như này. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy. Có kèm một cáp sạc nhá. Kèm một cáp sạc về nhà các bác mua cái lắp cái củ sạc điện thoại của mình, các bác sạc vào cho em. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đèn này, wifi này, 130 cành cho một cái như này nhá. Đó. Sản phẩm theo tiếp trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Con này thì các bác sử dụng trực tiếp cắm điện 220V cho em. Giá này con này là sốc nhiệt rồi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Giá con này thì giá là giá sốc nhiệt cho các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con máy mài dao như này. Đây, em sẽ cắm điện, em mài trực tiếp cho các bác xem nhé. Đó, đây. Cắm trực tiếp điện 220V này. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 cho em.
bật công tắc lên là máy chạy này. Đó, đây nhá. Em sẽ đưa con dao và em mài cho các bác xem té lửa ra luôn các bác này. Đây. Đây các bác này. Đây nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Khi các bác mài dao thì cho vào hai bên kia này xem này. Đấy các bác thấy không? Té lửa ra chưa các bác này? Đấy, té lửa ra chưa các bác thấy không? Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy. Còn mài kéo thì các bác lắp vào cái phần mặt trên này cho em. Đây. Mài kéo thì lắp vào đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, mài dao mài kéo đều ok hết nhá. Chuyên sử dụng để mài dao mài kéo. Có công tắc bên hông này, máy chạy cực khỏe và kèm thêm một cái viên đá bên hông này nữa. Con này thì giá rất tốt rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn về chất lượng và giá cả rồi. Lên cho em là máy mài dao nhá. Máy mài dao giá là bao nhiêu? 80 cành các bạn, không thể tin nổi luôn. Một con máy như này có sẵn đầu củ nguồn củ nhất nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, hàng thì chất lượng mà cái giá thì cực kỳ là lượng chất cho các bác luôn. Đó. Giá thì anh em các bác không phải bàn. Miễn bàn về giá nhá. Một con máy mài dao mà giá chỉ có 80.000 thôi, mua được ở đâu? Bây giờ mua một viên đá mài cũng đã phải tiền trăm các kiểu rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái van chia nước, cầm cho anh ghi van đôi ra đây. Đấy, thì bên shop sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là vòi nước là sẽ là vòi đơn và vòi đôi. Đấy, cầm anh cái vòi đôi ở đây nào. Thì đây nó sẽ là một cái vòi đơn như này các bác này. Đấy, vòi đơn như này. Đấy, vòi đơn như này, con này thì giá sẽ là 55.000 cho con vòi đơn như này nhá. 55k thôi. Đấy. Con này thì đây gen của nó là gen 21 này. Các bác xoáy cái này ra thì mình có thể xoáy kết nối với các đầu nguồn nước khác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòi đơn nhá. Đấy. Có phải vòi đơn không? Vòi đơn nhá. Đấy, lên cho em là vòi đơn. Đấy, vòi đơn. Giá của nó sẽ là 55.000, vòi đơn này. Đấy, vòi đơn 55k. Đó. Tiếp theo thì bên em có con vòi đôi đây. Đấy, con này thì sẽ là vòi đôi, giá sẽ là 70.000. Đấy, nó đắt hơn có 15.000 thôi. Nhưng mà nó sẽ có cho các bác là hai cái đường nước như này. Đấy, hai cái đường nước như này và hai cái đường nước như này, hai đầu đóng ngắt hai đường nước, cũng có xoáy ra như này nhá, cũng có xoáy ra như này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Vòi đôi giá sẽ là 70.000. 70.000 trong cái bộ vòi đôi như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Lên cho em là vòi đôi này. Đó, vòi đôi giá sẽ là 70k trong cái bộ vòi đôi như này, 70.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Đấy, bộ dao đây. Đấy, đây nó sẽ là các bác lên cho em là bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Hả? 130.000 trong cái bộ dao đen như này. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một con kéo đa chức năng này. Đấy, một con kéo rất là bén luôn. Con này thì có thể khui nắp chai này, mở bia này, rồi cắt gà, cắt cá, đánh vẩy cá đều ok hết nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. À, đấy, một kéo này, một liếc này. Tiếp nhau là combo cho các bác là ba dao nhá. Đấy. Dao này thì các bác dùng để chặt nhẹ thôi, chứ còn dao này nó không thể chặt mạnh được đâu. Đấy. Nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Cán bằng nhựa này, rất là dày dẫn chắc chắn. Và dao thì rất là bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất yêu thương rồi, chỉ có 130.000 thôi. 130.000. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Đấy. Dao thì rất là bén quá này. Đó, rất bén quá thấy không? Đây. Đấy, dao như này là rất là bén rồi các bác nhá, rất là bén rồi. Đấy, dao khá là bén luôn các bác này. Đó. Thấy chưa? Rất là bén luôn. Đây, con này đầu tiên nó sẽ là một con dao thái như này các bác này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là hai con dao bản to, một con mỏng mình và một con dày mình. Đó, đây các bác này. Để em thử test giấy nhá. Đó. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó. Đây, đấy. Tức là có hai con dao. Thì con này các bác có thể dùng để băm chặt nhẹ được như thôi, chặt nhẹ được thôi chứ không chặt mạnh được. Đó. Hai con bản bằng nhau, một con thì dày mình hơn và một con mỏng mình hơn. Đấy, con này dùng để băm nhẹ, con này dùng để thái này. Đấy. Hai con thái được luôn. Đó. Thì combo cho các bác là 5 món như này. Cán của nó bằng nhựa thôi nhá. Cán nó bằng nhựa nhưng mà dao này của nó là dao Nhật và siêu bén cho các bác luôn. Dao Nhật siêu bén luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ dao đen, cán nó màu đen như này mà. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Bộ dao đen này, đó. Bộ dao đen, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp như này. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, mũi khoan tháp
Thép của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, thép gió phủ titan nhá, rất dày dẫn, chắc chắn và đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đây, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có kèm thêm một cây lấy dấu bằng đồng như này. Đây, để em lấy dấu cho bác xem này. Các bác chỉ cần nhấp này là ra dấu này. Đó, đây, có dấu luôn các bác nhá. Đó, đây. Nhấp này là có dấu luôn, rất là ngon nhá. Đấy, có dấu luôn này các bác này. Đó. 180.000, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k. Đó, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá. Đấy, bộ rổ vuông đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, cứ rổ chậu như này. Đấy, rổ chậu như này. Lên cho em là rổ vuông. Đấy. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này, 90k cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, nhựa của nó thì là nhựa Việt Nhật. Các bác biết rồi, nhựa Việt Nhật tiêu chuẩn ISO này. Đấy. Công ty nhựa Việt Nhật nhá. Kích thước đây. Đấy, đây. Hàng này các bác này. Hàng như này mới gọi là hàng chứ. Đấy, hàng như này mới gọi là hàng các bác này. Đấy. Không hề hấn gì các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, không hề hấn gì luôn. Rất bền bỉ, chắc chắn và rất đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. 90.000 các bác này, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa nhá. Đấy, bộ thìa. Hộp này của nó thì bao gồm là 5 chiếc, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức này. Inox 304, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn, độ độ to, độ cong vừa phải. Con này các bác dùng để ăn phở, ăn bún này, ăn cháo này, hoặc là đút bột cho trẻ em thì cực kỳ là xinh luôn, vừa tay, đẹp, cầm nắm dễ dàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho 5 chiếc. Lên mã giúp chị em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Đó, hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k. Trên một là hộp này bao gồm là 5 chiếc các bác, xin lỗi các bác nhầm, 5 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Con này thì các bác dùng để dán vào cổ vai gái. Đây, đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Miếng dán như này. Đấy, thì các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái giúp cho em, cực kỳ là tốt luôn. Miếng dán ngải cứu. Đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Đây, nó hình như này các bác này. Đấy, các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái. Một vỉ này của nó 12 miếng, hàng siêu nóng luôn. Dán vào thì các bác chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, dán hết vào cho em, rất là ok luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá, dán ngải cứu này. Dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu nhá. Miếng dán ngải cứu, giá sẽ là 25k. Trên một hộp này bao gồm là 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Kèm thêm cho các bác là 112 đầu thẻ. Đấy, 112 cái thẻ và có kèm cả cho các bác là các cái gọi là một cái cáp sạc và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm. Đây. Đấy. Thì cái này các bác về các bác bật máy lên này, bật nguồn ở đây nhá. Cái nút nguồn này các bác bật nguồn lên này. Đó. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác nút vào này. Mẹ. Mother. Đấy, tức là song ngữ cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Bố. Father. Đó, và nó rất nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề. Đấy, rất nhiều chủ đề khác nhau để cho các bác lựa chúng chọn. Mình tạm dừng nhé. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ máy đọc thẻ như này. Giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể mua để cho các bé nhà mình thả sức sáng tạo chơi, rồi nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Chủ đề cây cối, động vật, rồi xe cộ, rồi quần áo này, đồ ăn này, đồ ăn vặt này, đồ vật này, hoa quả này, động vật này, giao thông này, nhiều lắm, nhiều chủ đề lắm. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ. Một bộ như này của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Rất tốt cho các bác mua để cho các em sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá, giấy ướt lau dầu mỡ. Về nhà các bác chỉ cần là bóc ra.
Đấy, ở cái giấy này nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái phần để mình lau dầu, lau mỡ, lau các cái đồ ăn nó bám ở trên bàn bếp ga này, rồi các cái khu vực ví dụ như là chậu rửa mặt này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cái xà bông này các bác này. Đấy, có sẵn cái xà bông này. Các bác chỉ cần lau đi cho em là xong, rất sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 thôi các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là giấy ướt lau, giấy ướt lau lau dầu mỡ, giấy ướt lau dầu mỡ này. Giấy ướt lau mỡ nhá, lau mỡ. Giá sẽ là 25k trên một hộp này. 25k trên một hộp này bao gồm là 80 chiếc các bạn. Đấy. Lô này về thì 80 chiếc nhá. Có lô thì 60, có lô thì 80, lô này 80 chiếc. Rồi ok các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái khăn ướt nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp này. Các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Đấy, khăn ướt lau bếp này. Đó. Khăn ướt lau mỡ nhá. Đấy, lau mỡ. Khăn ướt lau mỡ. Khăn ướt lau mỡ giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25k nhá. 25k cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này. Đấy, cái này thì về nhà các bác chỉ cần là lấy ra thì nó sẽ là một cái khăn như này. Đấy, nó sẽ một cái khăn như này. Thì các bác lau bàn bếp này, rồi lau các cái phần mà bị mỡ nhá. Ở đây thì nó đã có thấm sẵn các cái chất tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, và nó là bằng sinh học cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác lên thì em là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp. Một bịch này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000, 25.000 cho bịch khăn ướt lau bếp hoặc là lau mỡ này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái đũa của Nhật này. Đũa của Nhật đây thì một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá, một vỉ là 10 đôi. Giá thì sẽ là 40.000. 40.000 cho một cái vỉ đũa Nhật như này. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đó. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k một vỉ 10 đôi. Con này thì chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Hàng nội địa của Nhật nhá, kháng khuẩn nhá. Đấy. Kháng khuẩn lên tới 99% luôn, kháng khuẩn lên tới 99%. Một vỉ này của nó là 10 đôi, chịu nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đây. Đấy, một vỉ của nó sẽ là 10 đôi như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Một vỉ 10 đôi. Các bác dùng trong gian bếp nhà mình thì rất là ok và tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật một vỉ là 10 đôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 25.000 và số lượng của nó thì nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đồ ăn các bác ăn không hết thì mình đồ ăn các bác ăn không hết thì mình bọc lại, sau đó thì mình bỏ vào tủ lạnh thì nó sẽ không bị mùi. Hoặc là các bác có thể nhà có cỗ có bàn thì các bác cũng dùng cái này, nó rất là tiện. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 một bịch như này các bác nhá. Đấy, dây rút như này rất là tiện này, dùng xong 20.000 nhá. Đấy, trước em bán 25 đợt này về cho bác giá còn 20.000 nhá. Đó đây. Khi các bác dở ra thì rất là to luôn. Đấy, dở ra rất to như này. Các bác nữ thì có thể chùm đầu được các bạn. Đấy, chùm đầu để khi mình gội đầu hoặc là mình rửa mặt nó không bị ướt tóc. Đấy, còn là ngoài ra thì các bác dùng để bọc cỗ, chức năng chính của nó là bọc cỗ. Giá thì sẽ là 20k. Các bác lên cho là bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá sẽ là 20.000. Bọc cỗ này, giá của nó sẽ là 20k trên một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh.
Con này thì siêu nhạy luôn. Đó, rất là tiện. Các bác dùng thì ấn đều hai tay này cho em này, ấn đều hai tay này bẫy sẽ mở này. Đấy, và cho mồi vào đây. Đấy, chuột chạy qua là sập bẫy luôn các bác thấy không? Đấy. Giá thì siêu tốt cho bác luôn, chỉ có 15.000 trong chiếc này thôi. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, sập bẫy luôn các bác này. 15k cho một chiếc như này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, các bác thấy không đây? Rất nhạy luôn các bác thấy không? Bẫy chuột thông minh rất là nhạy luôn. Chỉ cần con chuột hơi chạm nhẹ vào cái là sập bẫy luôn các bác này. Đấy, sập bẫy luôn các bác thấy không? Rất nhạy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 15k trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi. Bẫy chuột thông minh 15k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi và một bàn cạo như này. Bác nào nhiều dâu mua cả bộ này cho em về mình dùng dần. Đấy. 30 lưỡi kem, một bàn cạo và một hộp kem như này. Một bàn cạo như này và một hộp kem. Đó. Giá chỉ có 60 cành thôi. Các bác mua về để mình dùng trực tiếp mình massage cái kem này vào, sau đó thì mình cạo râu thì nó rất là tiện. Đấy, chống bị rát và các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Một hộp một bịch như này combo cho các bác bao gồm là 30 cái lưỡi như này, 30 lưỡi kem như này và 30 cái lưỡi như này và một cái bàn cạo như này, giá chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp chị em đó là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 60.000. Đó, lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá. 60.000 trong cái bộ lưỡi kem như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy, nếu các bác dùng hai chân thì quy ra nó sẽ là được 25 lần. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Đấy, các bác chỉ cần bóc cái miếng dán ra, sau đó thì mình dán gói thuốc vào. Đó. Thì giúp thải độc rất là tốt luôn, thải độc tố ở cái gan và chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy trong kinh nghiệm. Đấy các bác nha, rất đơn giản thôi. Các bác lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân, giá thì sẽ là 40k cho một bịch 50 miếng như này. Đấy. 40k cho một hộp như này 50 miếng, giá thì chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà giúp thải độc chân rất là tốt nhá. Đấy, tinh chất thì bằng ngải cứu và các loại thuốc nam thảo dược rất là tốt luôn. 40.000 cho một bịch như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ nhà bếp đây, đó là cái đũa inox nhá, đũa inox hàng của thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, thương hiệu Winling. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, đầu này thì có đánh nhám chống dính chống trơn trượt này. Đấy, đầu này của nó thì nó sẽ là inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức. Đó, hai hình người đây. Và một hộp này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi hàng thương hiệu đũa Winling của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá thì sẽ là 55k nhá. 55k cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi. Đấy, tính ra chỉ có hơn 10.000 một đôi thôi. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn, đũa inox này. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Cái này thì các bác dùng cho trẻ em. Đấy, để tô vẽ rồi các em nó thỏa sức sáng tạo luôn. Có cái nút xóa ở đây và có cái khóa này, các bác mở khóa này cho em này. Đấy, xóa cái này đi này. Đấy, sau đó các bác tìm kiếm cho em là shop Phạm Huấn này. Đó, shop Phạm Huấn. Đó là nó sẽ ra, xóa đi. Đấy, tô vẽ thoải mái luôn nhá, không thích mình lại xóa này. Đó. Thì các bác cho các em nó dùng thỏa sức sáng tạo luôn. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong chiếc bảng tô như này. Đấy, rất là tiện. Và có cái bút này các bác cho các em nó sử dụng. Thì các em nó sử dụng cái này thì nó cũng tránh xa được điện thoại, máy tính bảng. Và nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ thì rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là bảng tô, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Lọc rác inox sẽ là 15.000 trong cái lọc rác inox như này. Con này thì rất là tiện nhá. Các bác đặt vào cái phần chậu rửa của mình thì nó sẽ giúp cho các bác là lọc các cái cặn thừa và thoát nước nhanh. Đấy, bình thường cái
lọc rác thường thì nó rất là ít cái lỗ, cho nên là nó chảy không nhanh. Còn cái này nó nhiều lỗ, này chảy rất là nhanh. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn, giá chỉ có 15k thôi. Đây các này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người bị tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không cháy màu vàng. Đấy, các bạn thấy không? Rất là tiện luôn nha. Giới thiệu mọi người đọc lát buồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người bị tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không cháy màu vàng. Đó, rất ok, 15k. Lên cho em là lọc rác inox nhá. Giá sẽ là 15k cho một em như này nhá. 15k một em. Đó. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bóp tay đây. Đấy, cái này thì các bác chuyên dùng để mình tập thể dục. Đấy, nó sẽ có các màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó, thì con này nó rất là tiện nhá. Đấy, các bác luyện tay như này cho em này. Đấy, thì khi các bác bóp như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Có đếm số như này. Đấy, một ngày các bác cứ bóp cho em là khoảng từ 100 đến 200 lần nhá. Đấy, 200 chiếc đây. Đấy, nó sẽ có đếm số này các bác này. Đấy, thì rất là tiện luôn. Các bác trông em bóp này. Đấy. Thì khi các bác bóp như này là nó sẽ giúp cho đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có đẩy tăng cái số cân nặng ở đây lên này. Các bác xoáy cái này để đẩy tăng cân nặng lên nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 40k thôi. Các bác lên cho em là bóp tay nhá. Bóp tay. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là bóp tay nhá. Bóp tay. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một chiếc bóp tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ gắp nóng nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái kẹp như này các bác này, một cái kẹp như này. Đây, một cái kẹp như này các bác này. Đấy. Và một cái gắp như này, một cái gắp như này, thì cái này này các bác dở ra để mình kẹp vào bát và đũa này. Đấy, một cái bộ lót tay bằng cao su này và một cái đế lót như này. Đấy. Combo cho các bác bao gồm là 4 sản phẩm như này nhá, 4 sản phẩm như này. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50.000 cho một cái bộ 4 sản phẩm như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Cái này thì siêu tiện ích rồi. Các bác có thể dùng để mình đồ ăn mình hấp này, hoặc là các bác đưa vào lò vi sóng mà nó bị nóng ấy, thì các bác dùng cái này mình gắp vào thôi nha. Nó rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bộ hả? Bộ gắp bát đĩa. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. Bộ gắp bát đĩa nhá. Gắp bát đĩa này. Đấy, bát đĩa đều gắp được hết nhá. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa. Em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá. Đấy, khi các bác mà dùng thì nó rất là tiện này. Đấy, đĩa này, đĩa tròn này. Đấy. Đĩa tròn gắp được hết này, đĩa chữ nhật này. Đấy. Kẹp này, cái kẹp này thì các bác kẹp ra như này, nó rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện các bác thấy không? Đây. Gắp được hết nhá. Đấy, nếu mà đồ nóng như này các bác dùng nó rất là nguy hiểm và rất là bẩn nhá. Đấy, nhưng mà các bác dùng cái này các bác kẹp vào cho em. Siêu tiện lợi luôn. Đó. Đấy. Rất tiện ích nhá, hàng chất lượng và giá hợp lý và tính ứng dụng cực kỳ cao luôn. Lên cho em là gắp bát đĩa, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái cam mô hình nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100 cành. Đây nó sẽ là một con đèn. Đấy, đèn giả cam. Đấy, và nó là một cái đèn sáng năng lượng mặt trời, nhưng mà nó hình cái cam. Thì là hai chức năng. Đấy, thứ nhất là vừa làm đèn sáng, thứ hai là vừa là cam luôn. Đó. Và con này nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Đấy, dòng cảm biến. Ban đêm thì nó sẽ tắt và ban ngày thì nó sẽ lên. Đấy, con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, các bác về mà nhận hàng thì con nào hết pin thì các bác sạc. À, các bác cứ để ra ngoài. À, ánh sáng nó có đủ ánh sáng là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy. Ban ngày là nó sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời là nó sẽ lên thôi. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Chỉ có 100.000 cho một con đèn con cam mô hình thì thôi các bạn. Đấy, chỉ có 100k thôi đây. Đấy, con kia nó đang bị hết năng lượng, về nhà các bác cứ treo lên là xong. Đây các bạn này. Đấy, đây. Rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Nó sẽ có 3 chế độ này. Đấy. Khi mà ban ngày thì nó sẽ cảm biến không lên, và ban đêm thì là nó trời tối là nó sẽ lên. Đấy. Bình thường thì nó rất là sáng luôn, mà con này thì nó gần như đang bị hết năng lượng hết rồi. Đấy. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây em để vào tối cái này nó lên luôn này các bác này. Đấy, nó sẽ lên này. Đèn sáng nó các bác này. Đấy, rất là sáng luôn, nhưng có cái là con này nó đang bị hết năng lượng, nó hơi tối. Về nhà các bác cứ treo ra ngoài là nó sẽ sáng thôi. Đấy, lỗi thì bên em đổi mới, các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá.
cam mô hình 100k cho một chiếc cam mô hình như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy xay khô, hàng đựng trong hộp như này. Công suất của nó sẽ là 250W, điện 220V và 50Hz. Đó, đây, nó sẽ là một con máy như này. Và em sẽ xay thử gạo cho các bác xem. Đây. Đấy, em sẽ cho gạo và em xay nhé. Cho gạo và em xay các bác này. Đấy. Và cái công tác của nó sẽ là cái nút như này các bác này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Em cho nắm gạo vào nhá. Mấy em xay một lúc mà nó đã ra thành bột này rồi các bạn này. Đấy, gạo đã ra thành bột thế này rồi. Thì nói chung nó rất là tiện. Các bác có thể xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt cũng đều ok. Đấy các bác thấy không? Đó, gạo nhỏ tăng như này nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô nhá. Đây, thân của nó bằng inox, rất là đẹp luôn này. Đó, lưỡi của nó đây. Đấy, lưỡi của nó đây. Và con này của nó thì dung tích của nó sẽ là 700ml nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là máy xay khô nhá. Đấy, máy xay khô 120.000, máy xay khô 120k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái nồi nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó thì con này nó sẽ có chức năng là ăn lẩu, ăn mì này, hoặc là các bác dùng để hấp được. Đấy, dùng để hấp đồ ăn được, nó có cả một cái khay hấp như này. Đấy, rất là tiện. Dung tích của con này thì nó nhỏ xinh thôi. Đấy. Và có chống dính luôn. Có chống dính các bác có thể dùng để dán được. Đây, dây nguồn của nó này. Đấy. Và có số 1, số 2 như này. Các bác dùng để ăn lẩu thì rất là thích luôn. Đây. Đấy, công suất của nó là 600W, điện 220V. Cái này các bác có thể mang đến công ty, mang đến văn phòng để mình ăn lẩu, ăn mì rất là ok này. Đấy. Hoặc là nấu canh, nấu riêu cũng rất là ok luôn. Đấy, bật công tắc lên cho em xong, cắm điện vào. Hoặc là buổi sáng các bác muốn hấp đồ ăn, nấu xôi cũng được. Đó, đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini nhá. Đấy. Nồi lẩu mini. Nồi này. Lẩu mini. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì rất là tiện đấy. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp điện này, sau đó thì mình có thể ngoắt nghéo này và có công tắc đóng ngắt như này. Đấy. Đuôi E27, đuôi phổ thông, phổ dụng phù hợp hết nhá. Giá sẽ là 35k. Đấy, giá cực kỳ siêu rẻ cho bác luôn. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo. Giá sẽ là 35.000 một chiếc. Giá gọi là siêu rẻ luôn. Đấy thì rất là tiện. Các bác mình sử dụng điện đó mà đâu đấy thì mình có thể mang cái này đi là mình đấu bóng vào cho em là xong. Giấy bóng vào là xong. Siêu tiện ích luôn. 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm như này. Đây. Đấy. Khi trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Lắc thật kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì khi các bác xịt thì đây. Đấy, ví dụ như các cái phần này nó bị thấm rột này. Đây, nó bị thấm rột, nó bị nứt như này thì các bác xịt vào là nó sẽ phủ hết lên các cái bề mặt cho các bác luôn. Đó, lên mã tôi cho là xịt chống thấm này. Đây. Đấy. Xịt nó sẽ phủ lên hết này. Đấy, nó sẽ có các cái phân tử nano nhá. Đấy các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là các cái phân tử nano. Và nó sẽ thấm đều nhá. Đấy, thấm đều vào các khe kẽ này. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là chống thấm rột cực kỳ là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Xịt chống thấm, giá sẽ là 50k cho một lọ xịt chống thấm như này. 450ml nhá. Mà bản mới hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trên nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi, ok các bác nhé. Hello cô ba các bác nhá. Hello cô ba. Đó thì hôm nay cô bốn lại về rất nhiều mã hàng thì lại lên trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem like thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng đơn nhận hàng kiểm tra của ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em gửi tới các bác trong ngày hôm nay đó là con Eto nhá. Con Eto hàng thương hiệu Asahi, tem nhôm hẳn hoi.
hàng của hãng, chính hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó là 99%. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180 cành cho một con Eto như này nhá, 180k cho một con Eto của Nhật như này. Đó, Asaki. Độ mở của nó thì nó sẽ là 5 sen nhá. Độ mở của nó là 5 sen, 5-6 sen. Đó, độ mở của nó sẽ là đây. Độ mở của nó sẽ là 5 sen nhá, 5 sen. Thì các bác tha hồ thoải mái để mình sử dụng mình kẹp. Đấy, cái dưới này thì các bác kẹp vào bàn cho em, còn trên này thì các bác kẹp đồ vật liệu để các bác sử dụng. Và có một cái thân búa như này để các bác có thể kê để mình gõ gạc nữa. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào làm thợ, làm nghề và chuyên làm về cơ khí thì nên mua con này để sử dụng. Giá thì rất hợp lý, hàng hợp lý, giá hợp lý cho bác luôn. Đấy, hàng thương hiệu Asaki. Giá thì chỉ có cho các bác là 180k nhá. Lên cho em là Eto này. Đấy, Eto. Giá sẽ là 180k một chiếc. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lên cho bác một cái siêu phẩm đây. Đấy, một cái siêu phẩm để tri ân khách hàng. Đó là cái bộ vít. Bộ vít này thì các bác lên cho em là bộ V46. Đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác trong ngày hôm nay. Chỉ có 130.000 thôi. 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 đầu vít này. Đấy, rồi đầu... đầu khẩu thì nó sẽ là từ 4 đến 14 này. Rồi là các cái đầu lắp này. Rồi tay vít này. Đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái bộ này thôi. Đây. Đấy, các bác dùng đầu vít này. Hoặc là đầu đầu khẩu này. Khẩu này thì sẽ có cho các bác là cả xoay nhanh cả đảo chiều luôn. Đấy. Cả xoay nhanh cả đảo chiều. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có xoay nhanh có đảo chiều. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một cái bộ như này. Đấy, cả khẩu, cả vít, cả tất cả các chi tiết như này nhá. 130k. Đấy, có cả tay lắc cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là V46 nhá. V46. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ vít như này. Các bác mua một cái tô vít để cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Đây mà cả cái bộ vít đẹp như này. Lên cho em là V46 này, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái bơm 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay của Nhật, hàng made in Japan. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 240.000, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, Santalay made in Japan này, 240k. Đầu bơm của nó thì sẽ là bơm xe máy, bơm ô tô, bơm pha, bơm bóng đều được hết nhá. Đây đây. Và có đồng hồ báo nhá, xi lanh nhá. Đấy. Thân bơm của nó bằng inox này, rất đẹp cho các bác luôn. Santalay này, made in Japan này. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 240.000 bao ship tận nhà. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti. 2 ti, giá sẽ là 240k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một mã sản phẩm, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Giá cũng rất là tốt nhá, chỉ có 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết này thôi. Đấy, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đây, một cái bộ khẩu chất lượng như này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Khẩu của nó thì nó sẽ có cho các bác là khẩu từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24, và nó sẽ có cho các bác là một tay công và một tay nối dài. Các bác có thể dùng vặn trực tiếp như này cho em này. Đấy. Và các bác có thể dùng qua con nối dài này cũng được này. Bình thường nếu các bác mua một cái đầu khẩu như này thôi, đã phải mất đi là vào khoảng là một cái tay công như này thôi. Một cái tay công như này đã phải khoảng trên 100.000 rồi. Đấy, đây. Rất là ngon luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu cót của nó đã thấy thích rồi. Đó. Thế mà combo cho các bác một cái bộ như này. Đấy, bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 10 đầu. Và các cái đầu khẩu là từ 8 đến 24 nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu khẩu như này. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Nhật của hãng rất chất lượng, mà cái giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12. Đấy. Khẩu 12 giá sẽ là 160.000. Đó. Khẩu 12 này. Khẩu 12. 160k cho cái bộ khẩu 12 như này. Siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái con hạc bằng đồng nhá. Con hạc bằng đồng đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy. Đây nó sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Và bên em bán kèm cả hương luôn nhá. Đấy, đây. Đây nó sẽ là một cái lư hương này. Đấy, các bác về thì các bác mở cái lư hương này ra đeo lên cho em. Đó, đây. Các bác đeo cái lư hương này lên đây. Đó, đeo lư hương lên đây này. Đây, đấy. Sau đó thì các bác cho cái nhang vào đây, cho cái nhang vào đây. Đó, sau đó thì mình đốt thôi. Đấy, thì mình có thể là để trên bàn thờ này,
đấy, hoặc là để trên bàn trà mình thư giãn cũng rất là ok. Giá thì chỉ có cho bác là 70.000 thôi, 70.000 cho một cái bộ hạc đồng như này nhá. Đấy, một con hạc bằng đồng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là đa chức năng được luôn. Đấy, lên cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng giá sẽ là 70k cho một con hạc đồng như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop có bán kèm cả cái nhang hạc này luôn. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp nhá, rất là thơm luôn. Một bịch này của nó thì nó sẽ có cho các bác là vào khoảng là 40 viên. Đó, 40 viên như này. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là nhang hạc nhá. Nhang hạc 70.000 cho một típ như này. Đấy, một típ như này. Tiếp theo hôm nay thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này các bác này. Đấy. Một con bàn là hơi nước mini. Cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Hàng thì rất chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này. Về nhà các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đấy. Tháo cái này ra cho em này, tháo này ra cho nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây là mình sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000, có điều chỉnh cho các bác luôn. Mâm miếc cực kỳ là dày luôn nhá. Đấy, mâm gang cực kỳ là dày, nóng nhanh, nhỏ gọn. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi, 135.000 cho một cái em bàn là hơi nước mini như này. Đấy, 135k. Các bác dùng nó khá là thuận tiện để mình mang đi du lịch này. Đấy, du lịch, đi học, đi làm hoặc là để nhà sử dụng cũng được. Đấy, lên mã giúp em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Đó, bàn là này. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu đó là cái bàn là đứng nhá các bác này. Đây. Nó sẽ là một cái mẫu bàn là đứng như này. Đây. Đấy, một cái con bàn là đứng như này. Hàng của thương hiệu Socani này. Hàng này thì cũng xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 300 bộ này là 300 mấy nhỉ? Hả? 350.000 nhá. Đó, con này sử dụng điện 220V. Đây, các bác lắp vào đây cho em. Đó. Bàn là bằng hơi nước, không lo bị cháy quần áo nhá. Đấy, cho nước vào đây cho em. Đấy. Không 370.000 nhá. Xin lỗi các bác là 370.000. Đây. Hàng của thương hiệu Socani này, sử dụng điện 220V đến 240V, công suất 1500W. Con này thì ưu điểm của nó là không bao giờ lo bị cháy quần áo, tại vì khi các bác bỏ ra là mình sẽ để ra ngoài. Còn nó không như cái bàn là kia, là bàn là kia là có khi các bác còn quên thì mình vẫn để nó úp mặt xuống. Còn cái này thì nó là chủ yếu là bằng là bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng nó sẽ đẩy ra và các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn, quần áo nó sẽ phẳng luôn. Đấy, con này thì rất tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể treo trực tiếp quần áo lên là mình làm thôi. Đó, lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đó, và rất là nhanh. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng, giá của nó sẽ là 370.000. Đó, bàn là đứng này. Đấy, lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370k, 370k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái bỏ trên con dao đi. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao. Đó là cái máy sấy đũa nhá. Đấy. Bắt đầu vào cái mùa nồm ẩm thôi. Bắt đầu vào cái mùa nồm ẩm và đũa của các bác hay bị mốc, hay bị vi khuẩn này. Đấy, thì các bác dùng cái con máy sấy đũa này cho em rất là tiện. Đấy. Có sẵn miếng dán về nhà các bác chỉ dán lên tường thôi, sau đó thì cắm điện vào cho em là ok nhá. Đấy, cắm điện thì nó sẽ sử dụng điện bằng cái chân sạc điện thoại. Đấy, có cáp cho các bác luôn. Đây, đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác này. Đấy, có miếng dán tích cơ này, về nhà các bác dán vào tường này. Đấy, và có đây nó sẽ có cho các bác là dây sạc như này nhá. Có dây sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cổ sạc điện thoại nhà mình. Đó, cắm vào cái cổ sạc điện thoại nhà mình luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên đã giúp cho em đó là máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Giá của nó sẽ là con sấy đũa này bao nhiêu đấy? 100.000 nhá. Lên cho em là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Máy sấy đũa giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con máy sấy đũa như này. Đấy, 100k. Đó, 100k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn.
Đây các bạn này. Thùng bình này đặt đũa, thìa và dao vào bên trong và sau đó chỉ cần cắm điện vào là chúng sẽ được vệ sinh và hút ẩm. Phía dưới hộp còn có khay đựng nước, vệ sinh đũa thìa sạch sẽ không sợ bị ẩm mốc. Mỗi lần có cốt ăn cơm xong vợ tôi đều phải rửa đũa và sắp xếp rất lâu. Vì thế tôi đã tìm hiểu và mua cho vợ tôi hộp rửa đũa tiệt trùng bằng tia UV thùng bình này. Đặt đũa, thìa và dao vào bên trong và sau đó chỉ cần cắm điện vào là chúng sẽ được vệ sinh và hút ẩm. Phía dưới hộp còn có khay đựng nước, vệ sinh đũa thìa sạch sẽ không sợ bị ẩm mốc. Có tia UV luôn nhé, có tia UV diệt khuẩn luôn, giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy hút bụi ống nhá. Đấy, con này thì hút siêu khỏe luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu hút này, ống dài này, đầu chổi vệ sinh này và cáp sạc các chiếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì hút siêu khỏe luôn các bác. Đây. Đấy, máy hút rất là khỏe luôn và cái giá thì sẽ là 260.000. Bên em sẽ bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Máy thì rất là khỏe nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Có hàng nó vận chuyển về để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok. Đó, đây. Đấy. Con này của nó thì nó chạy rất là khỏe các bạn, chạy rất là khỏe. Đây. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây, đấy, chạy rất là khỏe luôn. Đấy, nó hút được cả cái điện thoại này các bạn. Đấy, qua theo. Đây. Đấy, qua thế chưa? Cả một cái điện thoại của em to như này mà đặt lên nó còn hút được là các bác biết rồi. Đấy. Các cái loại bụi này, giấy bóng nó hút vào hết luôn các bác nhá. Đó, đây. Đây qua này. Cả một chiếc điện thoại này là các bác biết rồi. Máy chạy rất là khỏe này các bác này. Đó. Đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là 260.000 nhá. Các bác có thể hút trên ô tô này, hút trên ban thờ này hoặc là các cái khe kẽ, tại vì nó có cái ống dài như này các bác cho vào rất là tiện. Trên ô tô là rất là nhiều các khe kẽ. Các bác đặt vào mình hút rất là tiện. Lên cho em là hút bụi ống nhá, hút bụi ống này. Hút bụi ống 260 cành, bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm pha trà, cái bình trà bằng đồng nhá, bình trà bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng nhá, bình trà đồng. Đây. Con này nó sẽ là 4 lạng. Đấy, bình trà đồng 4 lạng như này. Cái bình 4 lạng này bao nhiêu đấy? Bình trà đồng 4 lạng 290.000 các bác nhá, 290.000. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim. Bằng hợp kim mạ đồng, ở đây nó sẽ có cho các bác là từ 15 đến 20% đồng phủ bên ngoài. Dùng bền màu đẹp, các bác có dùng từ 5 đến 10 năm cũng ok, không bao giờ lo bị mất màu, nó vẫn giữ nguyên màu này nhá. Đây. Có thấy không? Đó, rơi ok, không bao giờ lo vỡ. Đó. Giá thì 290.000. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, bình trà đồng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k. Đó, 290.000. Còn cái 2 lạng không? 2 lạng hết. Bên em có 2 lạng nhưng mà tạm hết các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái đốc sạc kèm pin và nó là dòng pin đồng hồ. Đấy, cái này thì nó sẽ là pin đồng hồ thôi. Đốc sạc kèm pin đồng hồ như này. Đấy. 65.000 cho một bộ, bao gồm là cả đốc sạc cả pin như này nhá. 65.000 một bộ. Đấy, cái này thì các bác chuyên dùng cho pin đồng hồ cho em. Đấy. Chuyên dùng cho pin đồng hồ hoặc là pin mic nhá, pin mic đấy, chấm ở đây cho em. Đó, thì mình dùng rất là tiện. 65.000 nhá. Cái này thì bên em bán combo chứ không có bán lẻ. Nếu các bác muốn mua hai bộ pin thì bắt buộc các bác phải mua hai bộ đốc, tại vì là nó không có bán rời mà nó bán combo như này, cả đốc sạc cả pin như này nhá. Giá sẽ là 65k. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ, đốc sạc này, pin đây là pin đồng hồ nhá, đốc sạc pin đồng hồ, giá sẽ là 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U nhá, 85.000 một chiếc này. 85.000 cho chiếc khóa chữ U này, chất liệu của nó bằng thép hết nhá. Đấy. Và bên shop thì luôn luôn để mặc định là dãy số 0, thì các bác muốn dùng thì các bác chỉ cần mở ra này cho em là xong. Đó. Và khi cài mật khẩu thì trước tiên là các bác mở ra này. Đấy, sau đó thì các bác vặn cái này cho em này, đây nhá. Cái màu trắng này, hai vạch màu trắng vặn đi này. Ví dụ em để là mật khẩu là 4 số 9 thì em vặn trở lại thế là xong này. Còn các bác muốn đặt mật khẩu như nào tùy ý, 1 2 3 4 ngày tháng năm sinh đều được hết. Đó, còn đây là em đang để là 4 số 9. Bây giờ em lại đổi thành 4 số 0 nhá. Đây, cái vạch trắng này, vặn lại cho em này. Sau đó thì để lại 4 số 0 này, sau đó thì vặn lại này. Đó, thì mật khẩu bây giờ vẫn là 4 số 0. Đấy, và khóa này thì nó sẽ là hình chữ U như này, cho nên là bên em gọi nó là khóa chữ U nhá. Đấy, rất đẹp cho bác luôn. Khóa chữ U. Khóa chữ U nhá. Chữ U. Giá sẽ là 85k nhá. 85.000 cho một con khóa chữ U này, cũng rất là tiện quá này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa dây nhá. Khóa dây. Đấy, các bác lên cho em là khóa dây một vòng như này, khóa dây một vòng. Đấy thì cũng là mật khẩu như nhau thôi. Mật khẩu như nhau và cái lẫy để cài thì các bác ở đây. Đấy, chữ set và có chiều mũi tên đây này. Đấy, ở đây nó sẽ có cái chữ set và chiều mũi tên đây. Các bác
xoáy theo chiều mũi tên này. Các bác đổi mật khẩu xong các bác lại xoáy ngược ra lại nhá. Đó. Con này thì sẽ là 80.000, lên cho em là khóa dây nhá. Đấy, khóa dây. Đấy, 80.000 cho cái khóa dây như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa dây. Khóa dây này. Khóa dây nhá. Khóa dây đen. Đấy, khóa dây đen 80k. Đấy. Khóa dây màu đen, lên cho em là khóa dây đen 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên đã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Con này thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120 cành. Chức năng thì vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Có công tắc ở đây. Đây có công tắc. Có cái công tắc ở đây các bác này. Đấy, đâu công tắc đâu đó. Đây, có công tắc các bác bật lên này. Đấy, bật lên cho em. Đó. Và đây nó sẽ là cái ánh đèn màu xanh này, nó sẽ thu hút con muỗi bay vào. Đấy. Muỗi bay vào thì nó sẽ bị chập các bác nhá. Đấy, nó sẽ bị chập các bác này. Đấy đây, nó đánh lửa đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó đánh tành tạch như này. Đấy các bác thấy không? Đấy đánh như này nhá. Là con muỗi bay vào nó sẽ bị quấn vào cái đèn này và nó sẽ bị chập điện nhá. Chập điện nó giống như cái vật muỗi thôi. Cơ chế của nó thì như cái vật muỗi và các bác có thể treo lên hoặc là để trực tiếp ở dưới đất, cầm giường cầm viết cũng rất là an toàn và diệt muỗi rất tốt, vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Đấy, đèn bắt muỗi đen này. Đèn bắt muỗi. Đấy, đèn bắt muỗi đen, nó màu đen nên em là đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 35.000 nhá. Đấy, đợt này về giá còn tốt hơn cho các bác này. 35.000 trong cái bộ nạo 3 món như này. Đấy. 25.000 các bác nhá. Lại còn 25.000 này còn tốt hơn nữa nhá. 25.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái nạo như này, một cái nạo như này thì sẽ bao gồm cho các bác là một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này, một cái nạo tay cầm như này và có cái đầu khoáy để các bác khoáy cái phần bị sâu này và một cái kẹp nhíp và cái con dao này để các bác làm lòng gà, lòng cá. Combo cho các bác như này bao gồm cho các bác là 3 món. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Bây giờ các bác đi đâu mà mua được 3 cái món đẹp như này mà giá 25.000. Bây giờ các bác mua một cái nạo ở ngoài chợ thôi cũng đã phải mất là đi 20-25.000. Thế mà đây 25.000 cho 3 món luôn. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Nạo 3 món. Giá sẽ là 25k. Đó, 25k. Giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo màu trắng như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Ví dụ các cái phần tường nhà các bác bị nứt nẻ, bị bong chốc rồi bị mốc này thì các bác bôi lên cho em hoặc là các bác chít lên cho em. Đấy. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường 40k. Đó. Keo vá tường. Giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy. Con này thì dùng nó rất là tiện ích. Đấy, nứt tường lâu ngày trông thật bất mỹ quan, bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng. Keo vá tường, sản phẩm có đặc tính nhớt mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc tường hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Sau khi khô có thể hàn lại với bề mặt tường ban đầu, rất chắc chắn và không bị bụi. Chứa nhựa chống thấm để chống bám bẩn. Nó được sử dụng để sửa chữa các vấn đề về tường như hư hỏng tường trắng, nứt, chảy xước, chống rỗng, lỗ đinh. Tường nhà lâu ngày bị bong chóc, vết gãy, nứt tường lâu ngày trông thật bất mỹ quan. Bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng. Keo vá tường, sản phẩm có đặc tính nhớt mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc tường hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Đó, rất là tiện ích các bác nhé. Ngoài ra thì bên shop có cái keo vá tường là 40.000. Tiếp theo là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Ngăn mùi và ngăn kiến dán côn trùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45k. Đấy, lên cho em đó là nắp cống nhựa nhá. Đấy. Nắp cống nhựa giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa này. Giá của nó sẽ là 15k trong chiếc như này. 15.000 trong chiếc nắp cống nhựa như này. Đây em cũng có cái video thực tế luôn. Đấy con này thì lắp đặt cũng rất là dễ dàng rồi các bác này. Đấy mình chỉ cần là lấy cái nắp cống này. Đấy cho vào. Sau đó thì mình đặt vào là xong. Nước rồi rác rưởi các thứ này. Đấy. Đều giữ lại được hết nhá. Và rất là tiện ích luôn. Nắp cống nhựa ngăn mùi giá chỉ có 15k thôi. Sử dụng thì cực kỳ là tiện ích. Và ngăn mùi ngăn côn trùng kiến dán rất là tốt luôn. Khi nước xả xuống thì nó sẽ mở và không thì nó sẽ đóng lại. Rất là tiện luôn. Rồi ok.